Chào mọi người, thì hôm nay mình bắt đầu một cái chuỗi bài giảng về một cái công cụ tên là Git. Thì những cái bạn nào mà làm team rồi thì chắc chắn là sẽ biết Git là cái gì, được chưa? Nó giải quyết rất nhiều vấn đề khi các bạn làm một project ở đấy. Và đây cũng là một công cụ các bạn sẽ dùng từ giờ cho đến rất là lâu sau này, được chưa? Cả khi đi làm nữa. Trên mạng thì có rất nhiều các cái tutorial dạy về cách dùng Git, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái gọi là dạy rất là cơ bản. Cho những người chưa biết gì luôn. Đấy. Thì bài đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt Git trước. Thì đây là một cái máy ảo mình chạy Ubuntu, được chưa? Mình cài trên Mac rồi, bây giờ mình demo để mình cài trên một cái máy ảo mới toanh Ubuntu. Các bạn cài dùng Mac dùng Win thì có cách cài tương tự như thế. Thì để cài đây, cái logo rất là đẹp đúng không? Đấy. Rồi nó dễ nhánh như này. Vì sao thế thì mình sẽ giải thích ở những cái bài sau. Rồi. Bây giờ chúng ta mở Google ra và gõ install git, được chưa? Cái gì thì cũng cứ gõ ra thế là nhanh nhất. Và đây vào cái link đầu tiên. Installing git trên trang git-scm.com. Rồi, do mình dùng Ubuntu nên là mình cài bằng cái dòng lệnh này, được chưa? Người ta bảo nếu mà mình dùng Ubuntu thì dùng apt để cài. Rồi. Bạn nào dùng Mac thì kéo xuống dưới, có dùng Mac dùng Win kéo xuống dưới, có dùng Win cách cài bây giờ. Bây giờ mình chạy thử này. Đi đây, sudo apt install git trừ all, được chưa? Rồi ấn nhập mật khẩu mình vào. Đấy, hết khoảng 227 MB, ấn yes. Đấy, bây giờ mình đã cài xong Git rồi. Khi mà cài xong Git rồi, các bạn có dòng lệnh Git ra thì có thể dùng được, đúng không? Đấy, các bạn có thể git-v git-version này. Rồi, phiên bản 2.17.1 là hiện tại đây đúng không? Đó, khi các bạn cài xong mà gõ vào cửa sổ dòng lệnh git-v là ok. Ở trên Windows thì khi các bạn cài Git xong thì nó có một cái giống như terminal nhưng mà của Git khi các bạn cài vào, ok nhá. Thì các bạn có thể mở ra trong cái program gì gì đấy. Ở góc dưới bên trái màn hình này, khi mở ra sẽ thấy Git ở trong này, đúng chưa? Mac thì rất là dễ rồi. Đấy, Mac với Ubuntu về cơ bản là giống nhau. Cách cài thì hơi khác nhau một chút thôi. Đấy, rồi, ok. Thì bài sau thì mình sẽ giải thích vì sao Git được sinh ra, cách sử dụng như nào. Ok, chào các bạn.